John sẽ cắm chọn phía bên trái. Còn trong khi đó Gen Z họ sẽ cắm chọn phía bên phải. Lượt cắm đầu tiên, Corki. Rồi, Corki, Rumble vẫn đang nằm trong những lượt cấm. Đặc biệt là Rumble, mặc dù đã bị giảm sức mạnh rồi, nhưng rõ ràng là các đội tuyển tại LCK vẫn đang đánh giá rất là cao sức mạnh con bài này. Azir của Châu Vi cũng đã nằm trong những lượt cấm rồi. Một vị tướng ở dạo ở đây, Châu Vi cũng có được những màn thể hiện cực kỳ là tuyệt vời. Chúng ta vẫn còn nhớ cái khoảnh khắc mà anh ta sự chiếu cuối chúng rất là nhiều thành viên của một cái cặp trận nào đó mà tôi quên mất rồi. Ash cũng đã nằm trong những lượt cấm. Một quân bài mà dạo gần đây Envy hay là những cái xạ thủ khác, thậm chí cả Pay cũng đã dùng tương đối nhiều. Quyết định cấm tiếp theo là Nili, đều là những vị tướng mà nửa cánh trên đó từ phía Azir đang thể hiện rất tốt. Đặc biệt hơn hết là họ cấm gần như Châu Vi luôn rồi đấy. Để coi là nếu như không có Azir, nếu như không có Corki thì liệu một Yone có thể xuất hiện trong ván thi đấu này hay không đây. Sát thương phép bên trong khu vực rừng với một Zyra, và sự lựa chọn nằm trong tay kênh nhìn đối với tôi cũng không có gì lạ cả. Cái mà tôi sẽ quan tâm tới trong giai đoạn tiếp theo, ui, một sự tôn trọng nha. Gen Z rất tôn trọng Morgan. Việc cấm con đĩa tâm là một sự minh chứng rất rõ ràng cho điều đó. Chắc chắn như vậy rồi, phải cấm mà thôi. Tôi thấy rằng là Lia mặc dù thủ trẻ mà thôi mà anh ta còn quẩy gắt như vậy với chất tướng Rekton, thì một người như là Morgan gọi là cực kỳ là nổi tiếng với cái chất tướng đó, nó có thể làm trở nên ghê gớm như thế nào. Sejuani là sự lựa chọn mà chúng ta thường xuyên thấy gần đây với những cái lượt power pick dành cho bên phía đội 1. Ezreal đang được nhái từ Gen Z, vẫn là những sự lựa chọn cơ bản trong meta mà thôi. Ezreal không bị chỉnh sửa quá là nhiều, vẫn đang có được khả năng đi đường khỏe. Nhưng mà Corki không còn đó thì Ezreal này có thể phù hợp với ai? Có thể phù hợp với Zeri đứng giữa cũng được, hoặc là lấy luôn Ezreal Kama để cho bên phía của Pay và Len có một đội cực kỳ khỏe ở đường dưới. Nhưng Maokai đối trọng với Sejuani ổn mà thôi. Là hiện tại ở khu vực đường giữa này nó vẫn đang rất khó để có thể đoán trước được là vị tướng nào sẽ vị tướng được chọn. Tại vì nếu như đó là sát thương phép thì chúng ta còn có thể suy nghĩ một vị tướng sát thương vật lý. Nhưng đây là một Maokai, đây là một chống chịu, cho nên đường giữa nó vẫn sẽ có một sự đa hệ đến từ Chovy. Còn trong cái đó ở phía bên trái, Rion họ đang muốn có sớm một vị tướng của đường trên, bất chấp cho câu chuyện là trong giai đoạn hiện tại vẫn còn có khá nhiều vị tướng phía trước. Nhưng Morgan đang nói với những người đồng đội của mình rằng là con Na này bây giờ mang ra không có Rinetong, là không có cả một Nili để đánh thật mạnh ở khu vực trên, cũng như không có Rumble, thì gần như nó sẽ bất bại. Bởi vì hiện tại ngoại trừ Kennedy, tôi cảm giác khó có vị tướng nào có thể farm ngang với lại con Na dựa trên sẻ tay của nó. Rồi, bên phía của Brion cũng đã lấy luôn cả Zeri để xem Gen Z có lấy Leona hay không đây. Họ đang nhá lấy Leona và sau đó cấm vào những vị tướng hỗ trợ có khả năng mở giao tranh, bắt cặp tốt với Zeri có thể là một sự lựa chọn bên phía Gen Z đang muốn hướng tới. Và họ đã lấy vào Leona rồi. Đường dưới đang là cực kỳ khỏe dành cho bên phía của Gen Z. Chống chịu cũng đã có, bây giờ đầu ra sát thương sẽ được nhường lại cho Kim cũng như là Châu Vi với hai vị tướng cuối cùng mà Gen Z đang cân nhắc. Đến với trận cấm thứ hai để xem bên phía của Brion vẫn còn đó là đường giữa và hỗ trợ, Gen Z sẽ muốn cấm đi những con bài nào? Họ có thể nhắm ở khu vực đường giữa, nhờ tôi cảm thấy là sẽ nhắm ở khu vực giữa. Tại vì ở trong giai đoạn hiện tại thì bên phía của Brion họ đã lộ ra một cái bài là đánh nửa cánh trên, cho nên họ có thể nhắm vào việc là cấm những vị tướng khá mạnh ở khu vực đường giữa để giảm đi một phần nó sức mạnh đến từ phía của Brion. Nhưng chỉ bởi một vấn đề là hiện tại thật ra Châu Vi cũng đang không có tướng, nó khiến cho bên phía của Gen Z cũng sẽ phải suy nghĩ rất kỹ cho câu chuyện là họ nên cấm vị tướng nào ở trong phase thứ hai này. Trước hết, họ muốn hạn chế khu vực đường dưới, họ muốn ngăn cản cái khả năng tự vệ đến từ bên phía của Brion sau khi mà Leona có một pha thế gian sang đẹp hoặc là những cú thiền định kiếm đẹp, từ đó tạo ra một tư thế khó cho đối phương bên kia chiến tuyến. Dây cũng nằm trong lượt cấm, dây 14.13 là đã búp rồi đấy. Đúng rồi. Và bảng này bây giờ đang không có nhiều sự lựa chọn mạnh, khi mà đã nằm trong lượt cấm liên tiếp thì dây cũng là một sự lựa chọn khá tốt, cho nên Brion muốn giảm đi nó. Đúng. Và dây Maokai cũng là một combo kết hợp cực kỳ khỏe. Đúng. Với khả năng khống chế cứng đến từ Maokai và những tình huống cầu sấm cầm gia tốc đến từ Jay nó sẽ gần như là không thể trượt được. Leblanc là vì thế bị cấm đi, thì khả năng cao là tôi nghĩ Châu Vi đang muốn chơi những cái chất tướng pháp sư như kiểu là Aurelion Sol chẳng hạn, cũng đã có những cái sự chỉnh sửa dành cho quân bài này ở phiên bản 4.14 rồi, hoàn toàn vẫn có thể mang ra lại được. Với khả năng kiểm soát bản đồ đến từ Aurelion Sol và Maokai thì nó sẽ khiến cho cái hàng ngũ bên phía của Brion cần phải cẩn thận trong những tướng giao tranh tổng. Để xem bên phía của Brion họ sẽ cấm tiếp vào vị tướng nào đây. Nhưng vẫn còn tương đối nhiều sự chọn. Gangplank bị tướng bị cấm đi. Mấy giờ Ezreal đẩy ra giữa thật ra vẫn được, hoặc là Lucian nằm trong tay của Chovy vẫn được. Rồi. Đấy, mới nói xong Ezreal. Họ có thể đẩy Ezreal ra khu vực đường giữa được khi mà họ nhìn vào trong một số trường hợp. Tại vì thường mà cấm Leblanc, chúng ta nhớ có một trường hợp Soulmaker đánh Leblanc với lại Ezreal rồi. Đúng rồi, Ezreal thua, cho nên anh ta quyết định cấm Leblanc là hợp lý dành cho bên phía của Gen Z và Chovy. Đó là quyết định đúng. Đồng nghĩa việc là khu vực đường dưới bên phía của Gen Z lại có một vị tướng đủ khỏe để chơi thẳng mặt sau Zeri phía bên kia. Kalista đầu game cùng gần bài tới, Zeri sẽ rất khó khăn trong việc là trao đổi chiến thức lại vị tướng này. Và thậm chí bên phía của Brion còn đang muốn đánh một kèo dưới thủ hòa luôn, kèo đường dưới thủ hòa luôn khi họ lấy Rakan để ưu tiên vào những tướng giao tranh tổng combo combo với xuất hiện ánh tráng rồi là chiêu cuối của Na, có thể luôn là cả đoạt mệnh và bùa la băng nữa. Rất là đẹp đến từ bên phía của Brion với những cái kịch bản mà họ đang vẽ ra. Để có thể có được cái kịch bản đẹp thì họ cần phải đường tốt trước đã.
với những cái chất tướng đến từ bên phía của Gen Z thì khả năng đi đường của họ cũng không hề yếu một chút nào cả. Họ định chọn Talia, nhưng mà họ nhìn phía bên kia họ thấy con Kalitha cũng nhảy được, họ thấy Ezreal cũng nhảy được, Leona cũng có thể nhảy được nếu như cố định được một thành viên. Cho nên họ cảm giác là nó sẽ tương đối khó để có được những tình huống chia cắt đội hình của đối phương. Cho nên họ chuyển sang một Yone nó sẽ ok hơn, tức là những cú đặt mệnh sẽ đưa nó tương đối khó. Và Lucian đã được khóa. Như vậy là Gen.G sẽ muốn có một Kalista ở khu vực đường trên, một Ezreal ở khu vực đường dưới và một Jovi với Lucian. Gần đây thì tôi cũng hay theo dõi những cái lịch sử đấu của các thành viên phía Gen.G thì Kin tập rất là nhiều xạ thủ đường trên, Jerry rồi là Cocky. Nhưng mà Kalista thì tôi chưa thấy lịch sử đấu của anh chàng này, cũng như là anh ta có đi smurf ở đâu không. Nhưng mà để xem cho ván thiếu này, Kalista của Kin sẽ đối đầu với Na của Morgan như nào đây. Một kèo thi đấu cũng cực kỳ hấp dẫn. Trong cái đó thì Jovi lại là được chơi Lucian chứ không phải là Ezreal. Vẫn khỏe nha, Lucian với cả Yone thì thực ra vẫn là một kèo mà Lucian có thể đi tốt được. Để xem vòng rừng đến từ Zhang Jie cũng như Canyon sẽ hướng tới những khu vực nào. Kalista hồi xưa là anh gì ta, anh The Sáng, anh The Sai, The Sai là người đã sử dụng cũng đánh rồi. Và thật ra những cái thời điểm đó là thời điểm mà Lucian với lại Kalista là cặp đường trên mà cứ xây tua liên tục và nó quẩy rất kinh. Và bây giờ khi một Na đang quay trở lại thì đồng nghĩa việc là bên phía của Gen Z nghĩ ra một vị tướng nào đó để đầu phía bên kia. Thật ra đang có hai xạ thủ mà tôi cảm giác có thể mang lên đường trên được, một cái Star đó, hai là con Smolder. Và Smolder thì đi với lại chống chịu, còn Kalista thì đi rất tốt với lại những vị tướng tay dài. Cho nên sự lựa chọn này là sự lựa chọn tôi cảm giác hợp lý nhờ Rikin. Đúng, mà Kalista cũng là chất tướng có cái lượng sát thương đầu ra tương đối là ổn ở trong những cái đội đầu tiên nữa. Cho nên nó sẽ không ngại những tiếng trao đổi chiêu thức với con Na bên phía bên kia. Và để xem là bên phía của Kin anh ta sẽ cầm những cái điểm ngọc nào. Nếu như mà anh ta muốn gọi là ăn tươi nước sống đối phương thì hoàn toàn có thể là sẵn sàng tấn công dành cho con bài Kalista này. Để đối đầu với một con Na nhiều khả năng cao sẽ là bước chân thần tốc trong tay của Morgan. Để xem hai bên sẽ triển khai như thế nào. Ván thi đấu thứ hai, cuộc chạm trán giữa các thành viên của Prion và đội tuyển Gen Z đã chính thức bắt đầu. Và quyết định tới Kin là sẵn sàng tấn công, còn ngược lại phía bên kia Morgan quyết định là sử dụng cái bước chân thần tốc để có thể trụ đường. Nhưng như đã nói ngay từ thời điểm ban đầu, Kin có một điểm mạnh là sau cái sẵn sàng tấn công, con Kalista vẫn có đam. Đó chính là điểm mạnh của nó. Nó sẽ khiến cho Morgan một vòi đó cũng sẽ cần phải cân nhắc rất kỹ trong những tình huống trao đổi, chứ tức là sẽ đóng quay trở lại với những con lính của bản thân mình. Còn ở phía bên kia chiến tuyến, rõ ràng Kin có cái cơ sở kiếm đâu ra là cái minh chứng rõ nhất. Còn với việc Morgan bích sớm một vị tướng để có thể thắng đường, mà anh ta cầm cái khiên đủ để hiểu được là anh ta cảm giác cái kèo này thi đấu nó khó như thế nào rồi. Và rõ ràng là những cái bước di chuyển đến từ cả hai bên đều đã bị bắt bài bởi nhau rồi. Rất nhiều những cú nháy ping thẳng vào vị trí của cả các thành viên về phía Brion và Gen Z với những con bắt được cắm ra. Phòng ngự là rất tốt đến từ Brion, nhưng có bắt ở bộ xanh này có thể sẽ mở ra một tiếng tấn công đột biến nha. Lehen đang bắt đầu di chuyển, anh ta chưa lên kỹ năng. Còn ngược lại phía bên kia tiếng Envy đã lên kỹ năng, đã bị bắt lại và tỷ lệ mất tóc biến là vô cùng cao. Nhưng hình như không có người để hỗ trợ thêm, vẫn mất được tóc biến bởi vì Zhang Jie đã kích hoạt được cái băng nếu như cần thiết. Và đã có hai phát đánh rồi, nên sẽ rất khó để cho Canyon chạy nếu như ta không sử dụng phép bất động của bản thân mình. Còn cấp độ đầu tiên không cần bài tới thì kiếm trúng vào người cần trúng là Envy. Envy cũng phải tóc biến. Thật ra pha này Zhang Jie lời tóc biến của Canyon nhưng anh ta vẫn đứng bên trong trụ. Còn Morgan đã bị phát hiện, anh ta đã bắn liên tục và cơ hội cho Kin tìm kiếm chiếc con đầu là đây. Morgan vẫn đang bị làm chậm, bị giữ chân lại, bay nửa cây máu. Cái sẵn sàng tấn công và cái kích hoạt vừa rồi từ Kin đang khiến cho Morgan thua hoàn toàn ở khu vực đường trên. Rõ ràng là những tình huống cấm và chọn đang là cao tay đến từ bên phía của Gen Z. Vì họ có một hình ba xạ thủ và xoay chuyển linh hoạt với nhau để tạo ra những sự khó chịu trong cấm và chọn. Và một tình huống găm giáo chính xác nữa. Và chúng ta... Như vậy là... Kin là người cuối cùng mang ra Kalista đường trên. Lúc đó anh ta còn đang thi đấu trong màu áo của Africa Freaks. Bây giờ anh ta cũng là người mang trở lại sau hơn 1.000 ngày. Anh ta muốn phục thù. Đấy, quân tử trả thù nghìn năm chưa muộn. Nghìn trận đi, nghìn ngày chưa muộn. Nghìn ngày chưa muộn. Và nó giúp cho Kin chắc chắn tự tin. Và thật ra là anh ta cũng đang nắm tỷ lệ thắng cao rồi. Nhìn kìa, hơn một quay lính. Hơn một quay lính nha. Là Morgan chưa chạm. Thường cái trường hợp này chúng ta thấy là trong cái giai đoạn đảo đường. Nhưng chả cần đảo đường, chả cần gì cả. Kin ép cho Morgan chỉ có từ hít kinh nghiệm từ lính, chứ ngoài ra anh ta chưa động được vào con lính nào để nâng cái lượng chiến lính của mình nhiều hơn. Và tôi cảm giác là với cái đợt lính này Morgan sẽ hụt rất nhiều ra đằng khác. Anh ta đang cố gắng tác động người Kin, còn ngược lại Kin sẽ làm tất cả mọi thứ để khiến cho con xe này không rơi vào tay của Morgan. Morgan sẽ cần phải cân nhắc rất kỹ để xem nào. Trượt
trượt trượt trượt nếu như tiền ừ không tại lính. Vì không lính là coi như là trượt rồi đấy chứ mà là không. Ây mất dạ. Con xe mất cả máu thôi rồi băng trụ bên dưới cũng có một cú băng trụ bay ra là người mất máu và Envy là người mất máu nhiều hơn. Len sẽ ôm phải đam và anh ta vẫn sẽ phải nằm xuống. Pha này thì lời cho Envy khi mà anh ta là người có mạng còn ngược lại phía bên kia Pay không có được mạng gục. Như tình huống tôi nghĩ rằng là Pay cũng có thể bồi thêm một đánh thường nữa để lấy được điểm hạ gục vừa rồi nhưng mà anh ta lại quyết định là an toàn. Anh ta bước ra mà thôi chứ không cố gắng để có thể lĩnh thêm một đòn đánh thường của chủ. Cái đó mà hai cái giáo nó cứ găm trên con xe đằng sau là tôi cảm giác xin là bạn là con lính đằng xa đằng sau là cảm giác là đi rồi đó, Morgan đi rồi đó, thiếu đúng một cái giáo mà thôi. Rất khó thở không đứng trên và cả không đứng giữa nữa. Vì những cái chất tướng xạ thủ đến bên phía của Gen Z vẫn đang phát huy tối đa tác dụng của nó. Morgan bắt buộc phải dịch chuyển trở lại mà thôi, anh ta đã mất quá nhiều lính rồi. Trời ơi. Thu hẳn một cấp so với Kim không kia. Anh ta có một cái giáp cộng kèm thêm một bình máu. Bây giờ mà anh ta còn bị băng, ôi anh ta bị băng trụ một pha là đi luôn. Morgan mà bị băng trụ quá này là toang. Một con lắc được cắm, may mắn đấy. Chứ Morgan mà mất cái đợt lính này là thôi coi như xong rồi đó. Coi như là bên phía Gen Z họ sẽ giải quyết xong đường trên và họ sẽ di chuyển xuống của đường dưới. Nhưng nhìn vào những gì Morgan đang có thì rõ ràng anh ta không chịu nổi nhiệt. Rồi băng trụ, vẫn là băng trụ Morgan. Bất bại lính to, có thể mất luôn cả mạng. Tóc biến canh nhìn đang chờ đợi sẵn. Tóc biến lên thì được kiếm lấy được. Tóc biến của đối phương vẫn có một khu vực chở rất hay. Liệu là sẽ có pha băng trụ ở khu vực trụ 2 không? Đây câu trả lời là không. Morgan khóc một vòng xong khu vực đường trên. Và Kin cách hơn anh ta hơn 300 kinh tế dựa trên lượng chỉ số băng trong giai đoạn hiện tại. Còn trong khi đó thì rõ ràng Bolu không có cửa nào lên đây cứu được bởi vì đơn giản thôi, sát thương đầu game đến từ Vanessa đã quá kinh và Kin vẫn đang tiếp tục áp đảo về lượng chỉ số lính. Chắc chắn là như vậy. Đầu game thì lấy cái gì ra để cho Envy đánh nhau với lại Ezreal? Rakan chạy lên coi như con Jerry phế hoàn toàn. Một ván đấu đang áp đảo đến từ Gen Z. Còn trong đó khu vực được giữ trong xe đang lướt lên tấn công đang muốn lấy tóc biến nhưng cái là ôi cho Vi né kìa. Làm choáng xong đó đi về mà thôi. Né rất kèo đến từ Châu Vi. Tình huống mà Giang Dê cũng biết được rằng là Châu Vi còn tốc biến cho nên ta không quyết định đầu tư cái tốc biến của mình. Và nó là đủ để cho Châu Vi có thể lướt về được vùng an toàn mà người ta vẫn bị làm choáng. Còn cái kèo đường dưới này thì rõ ràng là kèo thua rồi. Jerry và Rakan thì bạn lấy gì để có thể đọ lại với cả Leona và Esu bên phía bên kia? Rõ ràng đơn giản mà thôi. Lehen di chuyển đến khu vực đường trên. Và Polu sẽ phải là người đi sau mà thôi. Đường trên mà dù không điểm hạ gục nhưng cũng là một khoảng cách cực kỳ lớn mà mọi người đã bị bỏ xa bởi Kin rồi. Và cái khoảng cách tiền trong giai đoạn hiện tại đến từ bên phía của Gen Z nó cũng đang tách biệt ra. Tức là đây là khoảng cách tiền nó được chia đều dành cho tất cả mọi thành viên. Đúng rồi. Điều này sẽ khiến như với Gen Z đang cực kỳ lời. Đôi khi 300 đồng nó một cái gì đó nó khác khác biệt và Fei đang ăn trọn combo của đối phương và cũng phải lùi. Rion đây là ván thi đấu của Rion đang thật sự như những chú cá vậy, họ bơi trong một cái ao mang tên là ao trình đến từ phía của Gen Z thực sự. Từ đường giữa, đường trên và bây giờ kể cả khu vực này chúng ta xem. Kenyon đang bị dí đến từ Morgan nhưng với sự hỗ trợ tốt từ đồng đội thì rất khó để có thể hạ gục được Kenyon ở trong giai đoạn này. Còn trong xe đi lòng vòng liên tục nhưng để hạ gục được Chovy nó là một bài toán. Họ bắt buộc phải kéo hết người lên khu vực này để có thể đánh nhau. Và bên phía Gen Z họ có được con sâu, họ hài lòng rồi, họ cảm giác không cần phải trao đổi nữa, họ sẽ lùi. Đánh một tình huống mà chỉ cần một con sâu thôi là được rồi. Một đúng con rồi. Sâu đầu tiên nó đem lại rất nhiều kinh nghiệm dành cho vị trí của Kenyon rồi. Và có là một khoảng trống mênh mông không được dưới để cho Pay có thể tiếp tục cải thiện chỉ số linh mình nữa. Nhưng Kin có thể không hiểm ở đây nha, anh ta còn tốc biến, có căn nhìn ở đây. Có căn nhìn ở đây đứng che đồng đội coi như băng trụ không được. Và Envy đang phải bước lên đây để hết kinh nghiệm cùng với lại 3-4 người còn lại. Họ phải hạ gục cho được Kin nhưng được hay không, tóc biến Kin còn. Và Kin vẫn có định mệnh vậy, dọn hết lính rồi. Căn nhìn sẽ là người gọi là đứng hứng cái phát đánh còn lại của đối phương đúng không, cho nên khó quá. Mà Kin cũng dọn hết đợt lính đó rồi với những cái tình huống giày vò và đâm xuyên của anh ta liên tục. Mất lớp khiên, mất cả người rồi, không còn cái gì để có thể gỡ. Bây giờ đường dưới cũng thọt theo. Mất sạch rồi, mất sạch đến từ bên phía của Brion. Họ có thể an ủi được rằng là giữ lại là hai con sâu không mà thôi. Bolu có thể phản công đến Jerry. Gọi hất tung Jerry lên được, tiếp tục đeo bám lấy được thanh tải. Lehen đang tiếp tục dí theo Envy để kẹt lại. Có sức cường tráng hỗ trợ, Bolu đang cố gắng giúp đỡ cho Envy lùi về được và họ thành công. Nhưng với lượng máu này e rằng Envy lại tiếp tục phải đợi cho cái đợt lính sâu nó tới. Chứ bây giờ anh ta bấm BV lại bị thọt lính nữa. Khoảng cách lính giữa hai xạ thủ nó cũng đã bắt đầu hiện dần ra. Và thậm chí khi đảo đường cho Morgan xuống đường dưới thì anh ta cũng không chịu được phát bắn cơ. Đến từ Pay cơ. Còn đường giữa thì tương tự câu chuyện phết. Đang gặp những cái sự khó khăn trước Châu Vi. Khoảng cách về lính đang là rất rõ rệt đến từ cả ba xạ thủ của bên phía Gen Z so với đối phương. Ví dụ như Fed cầm con bài Yone này mà rừng kiểm soát được thì farm nó sẽ dễ lắm. Nhưng khó quá. Nhưng bởi vì trong giai đoạn này Zhang Ze không kiểm soát được rừng, nó khiến cho Fei từ nãy giờ không có cách nào để có thể farm với lại cho Vi bên kia. Chúng ta nhìn cho Vi lướt lên bắn tay đôi với lại Fei là đủ hiểu là Fei đang thiếu cơ sở để lao lên đánh cho Vi kiểu gì rồi đấy. Cho nên rất khó để có thể giúp cho đó. Chúng ta nhìn kìa. Đấy,
Thường trong trường hợp mà đẩy cao kiểu này, xạ thủ sẽ rất hạn chế trong việc là cố gắng nhảy lên để bắn vào người của đối phương. Nhưng Chovy nhảy kiểu đó thì cơ sở đó không hề thiếu để anh ta sẵn sàng gây sát thương vào người phải nếu như cần thiết. Rõ ràng là khả năng kiểm soát bản đồ đang là tốt hơn đến từ Gen Z, và nó cũng đến từ chính khả năng đi đường tốt của họ nữa cơ. Một ván thi đấu mà cả ba đường của Gen Z đều đang chơi tốt và Canyon không phải làm gì quá nhiều cả. Thậm chí anh ta còn là người mất tốc biến từ trước ở trong một tình huống cố gắng cướp rừng từ phía của Brion, và nó khiến cho Canyon bị chậm chút xíu. Nhưng xong rồi, MV đang phải bỏ chạy. Thiên Định Kiếm đã trúng, bắt đầu nhảy vào tiếp cận. MV sử dụng lướt trên mặt nước, nhưng vấn đề nằm ở chỗ là bây giờ anh ta đang không có chỗ farm, là bị thọt tiếp. Vẫn là câu chuyện đấy mà thôi, khi mà bản đồ được kiểm soát quá tốt bởi Gen Z rồi thì bên phía Brion có đi đâu, có làm gì thì họ cũng bị dính những cái lượng thông tin mà Gen Z có mà thôi, bị hủy biến về, bị chậm những cái nhịp di chuyển, những cái nhịp độ thi đấu đến từ bên phía Brion đang không được đảm bảo, và nó cứ bị bẻ gãy nãy giờ đến từ bên phía của Gen Z. Nó đang cực kỳ là ngợp, mặc dù tỷ số mạng gục đang là 1-1, nhưng khoảng cách 2.000 cho tới 3.000 tiền đang dần dần được Gen Z tạo ra. Trời ơi, Bolo với em tuyển nằm phía bên này đang là một tình huống băng trốn. Morgan nằm xuống lần thứ hai trong ván thi đấu này. Xin lỗi bạn, là lần thứ hai dành cho bên phía của Gen Z có được mạng gục thôi. Chứ lần đầu anh ta nằm xuống, nhưng chắc chắn lần nằm xuống này nó sẽ để lại rất nhiều những hệ lụy. Tại vì Kim còn đang farm đường dưới mà Morgan hết hướng lính ở trong khoảng thời gian này. Quăng bola băng, nhưng liệu bao nhiêu đam cho đủ đây? Canyon đang quen bỏ chạy, anh ta không bị hất tung lên, ngược lại người gặp nguy hiểm là Bolu. NV đánh nhau với lại Kim thua 2 cấp cho nên đánh không lại. Rất là khó rồi, bên phía của Brion bây giờ họ đang phải cố gắng tìm kiếm những điểm hạ gục để gỡ gạc lại mà thôi. Cố gắng để mớm tài nguyên cho NV cũng như là hỗ trợ cho Fate lấy lại được quyền kiểm soát khu vực đường giữa. Rõ ràng là mọi thứ vẫn đang quá khó, tình huống vừa rồi thậm chí là Kin cũng đã gần như là có được địch mệnh gãy gọi, cho nên Canyon cũng khả năng cao là cũng không nằm xuống đâu. Cho xem lại tình huống tấn công khu đường trên này, lượng độ của Morgan là quá ít để có thể trở thành na khổng lồ. Sau đó với cái chuỗi khống chế cứng liên tục đến từ Lehen thì không cách nào để cho Morgan có thể thoát ra được. Và Chovy, người ta đang muốn lên gươm suy vong thì phải, một cái lối lên đồ Lucian mà dạo gần đây đang có cái sự trở lại. Đó là làm chậm sau đó bạn xài thanh trừng nó vẫn ngon, nó sẽ giúp cho Gen Z sẽ cực kỳ tự tin ở trong giai đoạn tiếp theo của ván thi đấu. Nhưng quan trọng hết là những gì mà Chovy đang làm nó áp đảo quá. Còn sau là Faye phía bên kia nữa, Faye tay ngắn nữa, tức là thời điểm khi mà Chovy hoàn thành xong được gươm suy vong nó cũng sẽ là thời điểm mà Faye bắt đầu suy nghĩ rất kỹ cho câu chuyện là liệu mình có lên mình nghĩ là mình chém tay đâu tiếp hay không, hay là mình phải lùi. Bởi vì bạn lùi thì bạn bị làm chậm, bạn bị cái sáng tiếp, mà bạn không chém thì bạn lại gặp nhiều vấn đề. Và cứ như thế mọi chuyện đang càng ngày càng tệ hơn. Băng trụ chiêu cuối được bật, chiêu cuối tiếp theo được bật, nhưng kỳ này là từ xạ thủ bên kia. Chi tiết Thiên Đình Kiếm đã trúng mọi thứ để vào người của NV, và cuối cùng NV cũng đã có mạng hạ gục. Len đang phải bỏ chạy với một lượng máu vô cùng ít ỏi, quay thì liên tục có những cú quy hùng, nó khiến cho phía Gen Z và đội băng trụ fail. Rất là khó mà tình huống bên phía Gen Z cố gắng đẩy nhanh tốc độ ván thi đấu mà thôi, và họ đã thất bại khi mà bên phía của Brion có rất nhiều phép bổ trợ trong nhịp vừa rồi, và thậm chí họ cũng chỉ mất đúng một cái thanh tẩy đến từ vị trí của NV. Thì tốc biến hồi máu vẫn còn nguyên đó. Một tình huống băng trụ thất bại đến từ bên phía của Gen Z, và Brion khai thác thành công. Họ có được toàn bộ những con sâu không ở nửa cánh trên. Và Faye đang thực sự gặp nhiều vấn đề. Chovy vừa rồi một cái hên dành cho Faye, đó là bởi vì anh ta không tạo, đối phương không có tầm nhìn ở ngay khu vực bờ sông. Đối phương mà có tầm nhìn ở ngay khu vực bờ sông, tôi cảm giác cái thanh trừng bật một phát là có đạt mệnh của Faye mất một cái, là coi như đường giữa là hết farm nổi luôn. Một tình huống băng trụ, ta vừa xem lại nhịp này. Từ cuối tốt đến từ NV, gây được lượng sát thương tương đối là nhiều vào cả Canyon cũng như Lehen, khiến cho hai thành viên chống chịu bên phía của Gen Z không thể đứng lại quá lâu trong cái công trình đó. Và khả năng che chắn đến từ Bolo cũng là rất tốt nữa, anh ta đỡ được rất nhiều những pha đánh thần bí dành cho NV. Và đó lý do vì sao bộ đội đường dưới của Brion đã phòng ngự thành công được trong tiếng băng trụ vừa rồi. Và tỷ số đang là 2-2. Lượng chênh lệch về tiền thì vẫn đang bị duy trì ở con số 3.000 tiền dẫn trước dành cho Gen Z, nhưng Brion vẫn đang có những cái gọi là ánh sáng nơi cuối đường hầm của họ. Tôi cũng biết là phía bên kia có phải là đường hầm hay không, đây rất khó. Đạt mệnh có được sử dụng, Rafael vẫn đang tiếp tục combo ngược vào đây rồi, cơ hội dành cho họ. Nhưng Rakan là người có mạng, và người đang ăn phải phát bắn của trụ đó là Faye. Cảm giác bắt đầu càng ngày đường hầm nó càng tối hơn rồi đấy. Nó quá khó dành cho bên phía của Brion khi mà mạng hạ gục họ kiếm ra đã hiếm. Và khi mà họ kiếm được thì nó rơi vào tay của người không được ăn mạng là Bolu nữa. Rất xu dành phía của Brion. Ít nhất là họ cũng đang tìm kiếm được những khoảng trống để có thể khai thác vào những thành viên đang có dấu hiệu lỏng tay đến phía của Gen Z rồi. Gen Z dẫn trước tương đối là nhiều, nhưng trong những tình huống vừa rồi, cụ thể là hai nhịp, họ đã để cho đối phương gỡ lại được những điểm kinh tế. Để xem tình huống này, Lehen rất tỉnh táo. Bây giờ sang dò luôn, thấy hai người, và Morgan là người có được lớp King. Nhưng rõ ràng khoảng cách giữa hai người là quá xa.
với cái gương suy vong đã có người Kim, tôi cảm giác Morgan cũng không đi được nổi với là Kim nữa rồi. Bây giờ anh ta bắt buộc có sự hỗ trợ đó từ đồng đội để có thể giải tỏa được phần nào đó áp lực. Còn trong khi đó là câu chuyện ở khu vực đường dưới, thật ra trang bị nó sẽ là vấn đề của Jerry, tôi không biết bao lâu thôi. Để xem tình huống tấn công đến từ bên phía của Brion này, dùng cơ chế rất là hay. Đầu tiên là cú lốc, sau đó là xuất đánh tráng của Bola Bang được nhồi vào hơi đen một chút xíu, là đòn đánh thùng cuối cùng của Polu lại là thứ kết liễu châu Vi trong tiếng vừa rồi thôi. Còn đây sẽ là trụ một toàn bản đồ với 5 lớp khiên trụ dành cho Paige, cực kỳ giàu đến từ xạ thủ của Genji. Full đỏ luôn, full đỏ là khoảng cách tiền đến từ phía của Genji trong giai đoạn hiện tại. Với khoảng cách lớn như thế này quá khó. Và Envy bây giờ đang gặp một vấn đề là anh ta không thể nào vừa trao đổi duy thức vừa farm được, anh ta chỉ được chọn một trong hai, nhưng chọn cái gì cũng lỗ hết. Anh ta chỉ có thể chọn một cái nào đó để có thể gọi là giải tỏa đi phần nào đó cái áp lực mình bị nhận phải mà thôi. Cho nên Envy cũng sẽ phải chấp nhận cái câu chuyện là trong khoảng thời gian này bên phía của Brion phải né giao tranh. Nhưng họ có thể né giao tranh nhưng cái vấn đề là họ không né được thời gian. Genji sẽ càng ngày càng khỏe mà cái đội hình này mạnh trong giai đoạn giữa game nữa thì e rằng khó cho anh Brion nghĩ tới một ván đấu mà họ có thể kéo dài được thời gian. Chính xác như vậy. Bên phía của Genji đang có rất nhiều công cụ để có thể giao tranh, không chỉ ở đầu ván đấu mà ở nửa sau ván đấu nữa. Khi đầu ván đấu bạn sẽ có sát thương lớn đến từ Kalista và Lucian, nửa sau thì sẽ có cái đảm bảo khả năng cấu rỉa đến từ cả Lucian và Ezreal nữa. Cho nên là cái bài toán mà Beyond cần phải giải quyết bây giờ là họ cần phải gỡ được càng nhiều thứ càng tốt nhất. Họ đang muốn làm điều đó với việc có 5 điểm sâu hư không. Trụ một đường dưới đang được lấy đến từ Fate. Brion không có được cái trụ một đường dưới luôn. Họ đang tốn thời gian nha. Bắt đầu qua pha băng. Có một tình huống mở giao tranh, Bola băng quăng ra giữ một khoảng thời gian vô cùng lâu và Chovy vẫn đang bị kẹt lại. Chovy đang muốn trao đổi duy tích nhưng không thành công lắm. Và ngay lập tức cái quyền lực thiên nhiên được bật bay có thể bị dính kích hoạt đoạt mệnh, không thể nào lấy được mà gục ngược lại lấy được tóc biến, vẫn đang người bị giữ chân lại đó là Lehen, và Lehen sẽ phải nằm thế đồng đội của mình mà thôi. Vậy lướt được rất hay, định mệnh để gọi đã được bật và Kim đã tới một pha la vào tên Kenyon. Morgan đây là mục tiêu được chọn, anh ta tóc biến để có thể thoát đi, còn ngược lại Kenyon đã phải bỏ chạy. Environer không có địa chỉ cho nên anh ta không thể nào mạnh mẽ được những tình huống đang cố gắng bắt bớ giúp được Kim, và họ thành công với câu chuyện đó. Bay thì đang thấy bốn mạng, anh ta đang trước cơ hội có được cái Wada kill nhưng được hay không, đây đang bị tấn công vô cùng mạnh mẽ và mạng không tiếp tục cho Rakan. Và Ezreal cũng đã kịp dứt điểm một thành viên trước khi nhắm mắt xuôi tay. 8-4 giờ là Brion. Những ý nhất đó là một pha tranh thành công dành cho bên phía của Brion khi họ hạ gục được rất nhiều vị trí chủ lực đến từ bên phía của Genji rồi. Một nỗ lực để có thể phá đi công trình trụ một đường giữa đến từ bên phía của Brion nhưng không thành công. Genji mặc dù có hai xạ thủ nhưng họ không có sự hỗ trợ những con sâu hư không. Đó lý do vì sao họ tốn rất nhiều thời gian ở đây. Và sau đó là chiêu cuối đẹp đến từ Morgan, khả năng mở giao tranh cũng tốt đến từ cả Polu và Trang J nữa. Xạ thủ của Genji dụng ở trong tướng vừa rồi, đầu tiên là Châu Vi, sau đó là những nỗ lực để có thể phản công đến từ bộ ba còn lại nhưng không thành công. Hiểu rằng Dê vẫn đang cho thấy khả năng che chắn là tốt như thế nào rồi, sau đó anh ta vẫn nằm xuống mà thôi. Với lợi thế về máu và nhân sự, Brion thắng trong pha tranh vừa rồi. Rõ ràng trong tướng giao tranh vừa rồi Brion đã nỗ lực rất nhiều và họ tận dụng tốt cái số lượng người đông hơn. Tôi chỉ muốn tưởng tượng xem là nếu như ngang nhau, nếu như người đông bằng nhau thì không biết là họ có thể làm được điều tương tự chứ phải không? Bởi vì họ hiểu khi mà Genji đang nằm xuống khá nhiều lần liên tiếp ở trong ván thi đấu này thì đồng nghĩa việc họ sẽ bắt đầu đánh kỹ hơn. Thì cái việc đánh kỹ đó sẽ ép Brion vào những tình huống giao tranh 5-5. Nếu như họ xuất sắc như vừa rồi, ván thi đấu này sẽ được kéo lại, lượng tiền vẫn đang được giữ khá tốt. Nhưng chỉ có điều một hồi tranh chấp rồng nó sẽ là một vấn đề nan giải dành cho phía của Brion. Đối phương đang cầm rất nhiều những lợi thế và cái đạt mệnh đã bị hụt đến từ Faye, và Faye bây giờ đang trong vòng vây nguy hiểm của đối phương. Châu Vi đang bắn và gây sát thương liên tục, một pha đu bám rất hay đến từ Kenyon. Anh ta đâm theo đối thương vào bên trong khu vực tường và Faye vẫn đang tiếp tục hỗ trợ đội. Kenyon cũng đang tương tự như thế, đó là Thái Gia sang giữ cho được hai thành viên. Thiên Đình kiếm trúng người Faye, Faye bị bắn liên tục và Faye nằm xuống mà hạ gục cho Châu Vi, và Châu Vi cũng kịp đủ năng lượng để có được cái mà hạ gục vừa rồi. 5-8 nhìn phía của Genji và họ đang muốn có thêm địa chỉ nữa, ví dụ như trụ một khu vực giữa trong giai đoạn sắp tới. Rất nhiều tiền dành cho Châu Vi trong nhịp vừa rồi khi ta vừa có trụ hai khu vực dưới, vừa có thêm điểm hạ gục nữa. Sứ giả tả khu vực giữa này không đủ, chưa không đủ. Sẽ chưa đủ, vẫn còn rất là nhiều máu và thậm chí không có ai lái cái sứ giả đó, cho nên nó sẽ không để tạo ra được những con sâu không để hỗ trợ lấy công trình. Ít nhất là bên phía của Brion đã tẩy được một lượng lớn máu trụ một đứng giữa của bên phía của Genji, đưa cái lượng máu của trụ về thế gần như là cân bằng. Nhưng mà để xem nào, con rồng này cơ sở để cạnh tranh đến từ bên phía của Brion có không đây? Genji quăng Bola quả này mà mất một cái là coi như cơ hội lấy trụ một nó cũng bị giảm đi. Cho nên bây giờ ta đang đứng đợi, đứng nhắm cơ hội để có thể lấy được công trình nữa hay không đây? Câu trả lời bây giờ phải nằm ở câu chuyện là Envy. Envy có thể chạm được vào công trình, câu trả lời là không. Đồng ý là họ đang tiêm được một lượng máu khá lớn vào bên trong khu vực trụ một, khu vực bên phía của Genji. Nhưng nó sẽ bị một cái vấn đề là bây giờ Genji sẽ đánh cực gắt ở khu vực đường giữa.
nên chắc chắn Rion sẽ cần phải có thêm một khoảng thời gian nữa để có thể gia tăng thêm nguồn sức mạnh của bản thân mình. Ở đây, cơ hội dành cho họ khi có thêm người đồng nghĩa việc sức mạnh của họ sẽ được tăng cao, cho nên họ đã có được một khu vực ở giữa. Thì cũng không cho thấy cái quyết tâm quá là rõ ràng trong việc bảo vệ công trình này khi mà hai cánh của họ đang đẩy được rồi. Thì trụ ở đường giữa của bên phía Rion không còn quá nhiều máu nữa, cho nên Tenji có thể gọi là để đối phương lấy trước và sau đó mình trao đổi lại mà thôi. Một tiếng đu theo đến từ Canyon. Sau đó thì Polu làm rất tốt nha, anh ta rất là cố gắng trong việc là câu giờ để cho Fate có thể tìm kiếm được điểm hạ gục vào Canyon rồi, nhưng lượng sát thương không đủ, cộng thêm việc len xuống với chiêu cuối đẹp nữa thì không có điểm hạ gục nào dành cho Rion trong tình huống trao đổi của đường dưới đó. Họ lỗ hoàn toàn, những nhất là nhịp sau họ lấy được trụ ở đường giữa của bên phía Genji, tạo ra thế kiểu Sabaron sẽ là tương đối ngang nhau. Chỉ có điều là bây giờ họ phải cố gắng làm sao lấy được thêm trụ một khu vực đường dưới nữa, nó sẽ tạo ra một cái thế mỹ mãn hơn, bởi vì con rồng này vẫn đang là con rồng mà Genji đang là đội chủ động tốt hơn một tí xíu. Họ đã có hai con rồng rồi để giúp cho họ có thể hướng đến con rồng gió tương lai gần đã khá tốt. Còn ngược lại bên phía của Rion, bởi vì trong giai đoạn này cái trụ thứ hai khu vực dưới không còn nữa, và tôi cảm giác là một tí xíu nữa thôi cái trụ thứ nhất khu vực đường dưới cũng sẽ mất đi, thì Rion sẽ tương đối khó để có thể tạo ra được những cái cách phòng thủ tốt ở ngay khu vực rồng. Cho nên chắc chắn Rion sẽ cần phải làm nhiều hơn nữa để có thể tạo ra được một cái nguồn ánh sáng tốt hơn để cắm sẵn, cắm thêm nhiều con mắt vào phần sân của đối phương. Đó là câu chuyện tương đối là khó cho Rion đây, khi mà Genji đang hướng sự tập trung của họ lên nửa cánh trên. Vài gần một phút nữa là Banner sẽ xuất hiện rồi, nên đây là động thái dễ hiểu mà thôi. Hai bên đang dàn quân ra liên tục là những tình huống cấu rẻ. Envy từ nãy giờ W không trúng, và đây là pha W hay rất hay đến từ Bay. Bay đang tỷ lệ trúng rất là cao. Bô la băng đến từ Jonze nhắm thẳng vào hỗ trợ của đối phương, và ngay lập tức anh ta đang cần phải lùi quyền lực. Tuy nhiên đây được bật vào người đang hứng. Ui, Thái Dương ở sàn 3-4 người rất đẹp, và người đã bị kẹt lại là Jonze. Jonze bị dính hit bắn cuối cùng và ta đã phải nằm xuống. Trụ được nhắm tới là Katarina của Genji, họ sẽ có công trình, họ đang muốn nhiều hơn nữa. Morgan thì đang phải lùi, hãy nhìn kìa, những phát bắn từ Bay nó quá chính xác, và Morgan mém tí nữa ăn thêm một phát quy nữa. Những phát bắn của Bay đang thực sự tạo ra được một mức độ huyền bí vô cùng cao khi nó liên tục trúng và không để cho đối phương có thể lọt khỏi tay đến từ Bay từ nãy tới giờ. Rất khó khăn một tình huống mà bên phía của Rion cố gắng cương ở khu đường giữa với các thành viên bên phía của Genji, nhưng họ không làm được. Cái tình huống ném chiêu cuối của Giang Dê cố gắng tìm vào Bay nhưng lại chỉ tìm vào được Lehen mà thôi, mà sau đó anh ta bắt buộc phải là người đứng để đỡ vì thiên nhiên này. Chiêu cuối đẹp quá đến từ vị trí của Lehen, sau đó thì Giang Dê bắt buộc người phải nằm xuống mà thôi, anh ta đứng chịu quá nhiều sát thương trước đó rồi. Tương tự là phương trình trụ một đứng giữa đưa chúng ta trở về thế bản đồ đang được mở ra là rất rộng. Và tỷ lệ thắng đó từ phía của Rion thật ra vẫn còn trong form, đây là khoảng cách 3k tiền, tức là họ vẫn sẽ có thể nghĩ tới câu chuyện là một Valorant đẹp. Nhưng có một cái mà từ nãy giờ họ không giải quyết được, và tôi cảm giác là trong khoảng thời gian sau họ cũng sẽ không thể nào giải quyết nổi, đó là khoảng cách lính giữa các nơi. Ví dụ như đường trên, đường giữa và đường dưới chẳng hạn. Đường dưới thì đỡ một cái, đó là NV từ nãy giờ nhiều mạng gục cho nên là anh ta bù qua sớt lại được. Nhưng đường giữa và đường trên, đặc biệt là đường trên, 191 so với 154, cái khoảng cách này tôi cảm giác là chắc là không bao giờ có thể sang lắp được, chỉ trừ trường hợp là Kim nằm xuống tầm độ có khoảng 3-4 lần thì đó chúng ta mới có thể nói rằng là Morgan gỡ. Còn không, cứ như thế này e rằng quá khó, tại vì cái vị trí để farm của Morgan nó cũng đang tương đối bị hạn hẹp. Anh ta đánh với Chovy cũng không thắng, mà anh ta đánh với Kim hay là Bay cũng không thắng, bởi vì anh ta đã bị thọt cấp. Điều này đang giúp cho anh phía của Genji đối đầu Morgan lại là một kèo quá dễ dành cho bọn họ. Họ đã khai thác rất là triệt để vào con bài Na trong tay của Morgan ở trong quãng gian đầu tiên rồi, phải đó lý do vì sao bây giờ Morgan đang rất là yếu, ta đi với ai cũng thua mà thôi. Chu Vi lên món đồ thứ hai là cái lửa linh hồn chứ không phải là một cái dù đen, nhưng mà dán gần đây mình có thấy rằng trong những trận đấu xếp hạng của BD đang tập lên một cái lối lên đồ gọi là kết hợp đến từ Chu Vi, và nó cũng đang đem lại những độ hiệu quả nhất định khi mà anh ta vẫn đang kiểm soát được tương đối tốt những cái tình huống đẩy cánh của mình. Cây đây thì phải là đẹp. Ui, lắm sao lại tắt NV ra như thế này, mấy tiếng nữa NV mà hứng trọn cái combo đó chắc là bay nửa cái máu đấy. Đấy là cả chiều cuối luôn, NV vẫn đang có được lượng máu an toàn mà thôi. Hai món đồ mà MV cầm trên người không có bất cứ một công cụ hồi phục nào cả, chắc là sẽ chỉ có từ bước chân thần tốc và cái điểm ngọc hấp thụ sinh mệnh mà thôi. Uống farm từ xa rất là tốt đến từ Pay, lợi thế ở khu cánh trên vẫn đang dành cho bên phía của Genji với những đợt lính đẩy rất là ổn của họ, và cái lượng tầm nhìn đang là áp đảo hơn. Còn những con mắt đến từ bên phía của Rion chủ yếu là mắt phòng ngự mà thôi, họ cũng có rất nhiều mắt nhưng đều là mắt ở bên phần sân của mình. Trong khi đó thì bên phía của Genji cắm rất nhiều vào Baron rồi. Nếu bên phía Rion muốn áp lực ra khu vực này, họ sẽ nằm trong vùng thông tin mà Genji đang sở hữu. Và thật ra bây giờ Genji cũng chả phải làm cái gì để ép bên phía của Rion. Bây giờ Rion phải đổi tự quyết định, Genji sẽ là người làm theo đúng cái hệ sinh thái của họ thôi, tức là bây giờ rồng ra thì ăn rồng, Baron ra thì chạy ra ăn Baron, hoặc là sử dụng Baron đi hiếp. Rion sẽ tùy thuộc vào câu chuyện là họ quyết định là họ muốn đánh hay họ hay là họ lùi để có thể kéo dài thời gian của ván chiến đấu này càng nhiều càng tốt. Và Genji họ sẽ có được con rồng ở khu vực nửa cánh dưới, đồng nghĩa việc là lượng tầm nhìn nửa cánh trên, Rion cũng không làm gì được cả. Genji chắc tới cái mức độ như thế này, thật ra đồ của Faye với là đồ của Envy ăn qua Ron lâu lắm,
đặc biệt là Envy. Envy đang cầm hai món mà thật ra sát thương vào Valorant nó yếu, và kể cả là Faye còn chưa có món thứ hai, nhưng Gen Z vẫn muốn chắc 100% làm cái việc động vào Valorant nên Riot nó còn không xuất hiện, chứ không chi là câu chuyện họ rush Valorant. Rõ ràng như vậy, và với cái động thái ăn rồng đến từ bên phía của Gen Z thì Riot tận dụng rất tốt cái lượng thông tin này. Họ sẽ có được, chưa có được, nhưng lấy được rất nhiều máu, trụ hai thủ đứng trên với lợi thế năm sâu của mình. Những phòng ngự tốt đến từ Kin và Lehen để khiến cho pha đổi chắc vừa rồi bên phía Riot không gỡ được gì quá là nhiều cả, chỉ bào được máu mà thôi. Hay trả thù cách nhau một món. Nó là một cái khoảng cách rất lớn giữa Bay và cả Envy phía bên kia chiến tuyến. Nó sẽ còn khiến cho Envy chúng ta ra rồi. Thường nha, hai xạ thủ mà đối đầu với nhau sẽ là hai xạ thủ sẽ cố gắng farm lính của hai bên thôi. Nhưng Envy thấy Bay là Envy luôn. Bởi vì anh ta biết anh ta ăn một đúp một quy. Sau đó đối phương lướt lên phát bắn liên tục thì coi như là Envy bất cứ cửa cũng thể về. Rất là khó đến từ Envy. Ít nhất anh ta phải có được 3 món đã, phải có thêm huyết kiếm hoặc là vô cực kiếm gì đó tùy vào cái sở thích của Envy thì mới có thể chơi được. Chứ ở thời hiện tại rõ ràng rồi, như anh Trung nói, một combo nhẹ nhàng từ Pay thôi, Envy rất dễ rơi vào trạng thái yếu máu. Và với cái khoảng cách chênh lệch về lính và kinh tế lớn như thế này thì Gen Z không có gì phải vội cả. Họ đang muốn chơi rất là kỹ, bởi vì nãy giờ họ đã có những tình huống throw tương đối là nhiều rồi. Và rõ ràng đấy không phải là những cái gì mà chúng ta thường xuyên thấy đến từ bên phía của Gen Z. Gần đây họ mắc phải hơi nhiều, để ăn Baron hai người, thông tin chưa đầy đủ lắm đến từ phía Riot. Bắt được hay không? Pay đang cầm hai cái bùa trên người và đang khiến cho đối phương cũng phải cân nhắc rất kỹ. Envy đang né chiêu liên tục để nếu như mà anh ta ăn một phát bắn thần bí cộng kèm thêm một quả đúp nữa thì coi như mọi thứ sẽ tương đối tệ cho nên xạ thủ bên phía của Riot đang không có khả năng hồi phục. Envy chưa có huyết trưởng luôn. Thiên đình kiếm đang chờ đã sẵn, vẫn đang gồng với cuồng chỏ. Morgan đang tới và một con na sẵn sàng để khổng lồ. Gần giờ đang phải lùi. Canyon cũng đang tầm cỡ khoảng 2/3 lượng máu. Cho nên thế đánh từ bên phía của Gen Z vẫn đang sẵn sàng đánh nhau. Canyon nó bắt đầu hồi phục kìa, nó đang bắt đầu dần hồi phục lại dành cho Canyon. Và động thái đó từ bên phía của Riot là phải lùi. Họ biết là họ không sao đánh dài hơi được. Bay thì đang cứ quy liên tục, còn Canyon thì đang hồi phục lại. Và Bolu thì đang bị cấu rỉa liên tiếp. Và nên nhớ đồ của Kin là đồ đánh được vào giáp, cho nên là anh ta sẵn sàng khỏe. Và phải mất đoạt mệnh. Cho nên bên phía của Riot sẽ suy nghĩ rất kỹ cho tình huống giao tranh này. Morgan quăng cục đá ra và anh ta đã bị phát hiện. Bay sử dụng dịch chuyển hợp để thoát khỏi tình huống sử dụng W đến từ Envy. Và ngay lập tức bên phía của Riot đang cần phải suy nghĩ rất kỹ và cân nhắc. Họ vẫn đang tiếp tục tạo ra một tư thế hơi Aram một tí xíu. Jungle thì vẫn đang cân nhắc rất kỹ cho câu chuyện là nên rờ vào ai. Envy cũng đang tích stack, nhưng Morgan đang là một con na tí nị, cho nên khả năng mở đến từ bên phía của Riot cũng đang tương đối hạn chế. Họ đang muốn nhắm vào Pay cũng như Lehen. Bolu đang thấy được con mồi, nhưng xem Pay đang bắn quá lực và Morgan mất quá nhiều máu. Anh ta mấy tên đã nằm xuống cùng ánh sáng, nó lướt qua người Morgan, nó không câu trả lời là không, nhưng tái giờ sang giữ chân Morgan lại. Thiên đình kiếm Lehen đang tìm địa chỉ. Bây giờ thiên đình kiếm vào ai cũng được, cứ thiên đình kiếm bừa là có mạng hạ gục mà thôi. Chỉ có điều Lehen không sure, cho nên Lehen quyết định không vào. Quyền lực thiên nhiên đang chờ đã sẵn tới Ken nhìn, và cơ hội họ thắng là vô cùng cao. Còn ngược lại bên phía của Riot, hãy nhìn Kin kìa, Kin bước vào như một tăng cơ mà anh ta bước ra không lo sợ, đang khiến cho bên phía của Riot sẽ cân nhắc khá là kỹ càng trong việc là liệu mình có nên đánh tiếp hay không đây. Baron vẫn đang là trong tư thế chuẩn bị rất là Gen Z, ba món dư sức, hai thành viên còn lại người hai món, người hai món rưỡi, quá dễ dàng để có được mục tiêu lớn. Nhưng họ vẫn đang muốn kỹ càng nhiều càng tốt. Dân Dê thấy được cơ hội chơi bao lăng của anh ta cũng đang chờ đợi sẵn, nhưng cơ hội cũng đang bị giảm thiểu đi dành cho Riot rồi. Điều đánh vẫn rất là chắc đến từ cả phía Gen Z và Riot. Riot khi nhận ra Morgan không còn chịu cái na khủng, dạng na khổng lồ nữa thì họ cũng lùi về. Và Gen Z khi họ cảm thấy được rằng là đối phương vẫn còn những tài nguyên để có thể giao tranh, họ cũng không vội tấn công Baron luôn. Gen Z đang cho thấy cái lối đánh của họ là bài bản trở lại rồi, chứ không còn những cái tình huống bị vội vàng như ở những phút đầu ván đấu nữa. Một ván đấu vẫn đang rất nặng về macro. Morgan vừa rồi cũng cảm giác là không thơm lắm, cho nên ta quyết định không bước vào bên trong cái khu vực cuối của bờ sông. Nếu như anh ta bước vào, tôi cảm giác hệ lì để lại vô cùng nặng nề. Dân dê bị dính thiên đình kiếm, bị dính thì cụ chỏ, bị làm chậm bởi Canyon. Và Pay thì vẫn đang nỗ lực để gia tăng thêm nguồn chỉ số farm của bản thân mình. 299 dành cho Pay rồi, Pay hơn 30 con lính so với thời gian. Một khoảng cách quá lớn giữa hai xạ thủ. Còn trong khi đó Faye ở trong giai đoạn hiện tại cũng đang cố gắng farm, nhưng farm chả được bao nhiêu cả. Anh ta đụng độ với lại Chovy cũng không thành công, mà anh ta đụng độ với lại Bay bây giờ cũng không thể nào thắng được. Dựa trên cơ sở trang bị và dựa trên cơ sở là hiện tại Bay đang có tỷ lệ chính xác quá cao, từ những phát bắn thần bí của bản thân mình, tỷ lệ chính xác từ nãy giờ tầm độ khoảng 60-40, nó còn 50-50 mà thôi. Nhưng với những tình huống chính xác tiếp theo thì Bay vẫn sẽ tiếp tục có thể mang lại một nguồn cơn sát thương rất kinh khủng. Bolu đã bị rỉa hai lần liên tiếp đều trúng.
và Bay đang thực sự tạo ra một cơn địa chấn về tỷ lệ chính xác của bản thân mình. Lehen là người được chọn để có thể mở ra chăng, nhưng quá khó thì được chiếu quay trở lại với Thái Giờ Sang combo ngược, và ngay lập tức con Sejuani đã bị hạ gục. Bao luôn phải lướt để hỗ trợ đồng đội, nhưng lập tức anh ta cũng đã phải đi theo canh nhìn tới đâm chân đối phương, và Phay đã bị kẹt lại đặt mệnh không có địa chỉ. Anh ta là người tiếp tục nằm xuống, người tiếp theo sẽ là đây. Hai thành viên còn lại của Brion đã quen bỏ chạy, Envy bắn nhưng không ai hạ gục được, và ngay lập tức anh ta là người phải trả giá bằng chính bản thân của anh ta cho bị lướt lên tìm người cuối cùng để quét sạch, và đó là chiến thắng cho Genji. Xem bên phía của Genji, bên phía Brion vẫn còn nhiều công trình quá, cho nên họ sẽ chưa thể kết thúc được ván đấu này. Nhưng đây là phần lớn rồi. Linh hồn rồng đã có ở phút thứ 28 đến từ Kin. Chúng ta sẽ là người được cử để có thể ăn con rồng gió cuối cùng. Sau đó những thành viên còn lại sẽ là Amparon. Một tình huống gần như chính xác là một tình huống 3 đấu 3 ở khu vực giữa này. Không, phải con số là gần như là 3 đấu 5 luôn, khi mà có cả Fate và Envy đều ở đây luôn. Trước khi mà hai thành viên còn lại của Genji tới tiếp ứng thì các thành viên của Vivion đã dụng rồi. Gần như là 3-5 với cái lượng tiền chênh lệch sức mạnh quá kinh khủng. Chúng ta sẽ được xem vọng máy đến từ Pay. Khó nhưng mà cực kỳ tự tin đến từ xạ thủ của Genji. Thế rồi cuối, cả mọi thứ đều trúng liên tục, khiến cho dàn chắn của Vivion không tồn tại được quá lâu. Cũng quá nhiều luôn ở đằng khác nữa. Và khi mà trước mặt anh ta chỉ là một na khổng lồ thì nó còn dễ trúng hơn. Và anh ta liên tiếp mang lại rất nhiều những hạ gục để có thể giúp cho những người đồng đội của mình liên tục tỏa sáng. Một ván đấu đang bay máu nữa, cái máu của Envy phía khu vực đường trên thì Balu đã bị kẹt lại. Quyền lực thiên nhiên được bật và Balu cố gắng để sử dụng điều nhảy tiếp viện, nhưng ai cứu được anh ta nổi. Morgan bị dính phát băng thần bí liên tục và buộc phải nhảy để có thể thoát đi, cộng kèm thêm những gì có thể nữa. Còn trong khi đó thì trụ thứ hai khu vực đường giữa đã bị mất, đồng nghĩa việc là trụ thứ ba cũng sẽ phải là một món quà kèm theo khi không có người để mở. Genji có bola băng nhưng làm sao chịu nổi cái gì được tạo ra đến từ Genji trong trận hiện tại. Rất là khó rồi, một cổng khu vực đường giữa đã mất bên phía của Brion, và Genji sẽ chưa muốn dừng lại. Họ đợi Châu Vi tiến vào với đợt lính để có thể phá hủy luôn đường trên này. Chưa cuối, chưa hồi. Một tiếng của Genji để xem họ muốn kết thúc luôn ván đấu này không đây. Trời ơi, né được kỹ năng, một pha né được ra rất hay, bị hất tung lên mọi combo ngược và người bay có thể bị kẹt lại. Cuối cùng cũng đã có màn gục kia này dành cho Envy, nhưng Na cũng đã bị dứt điểm ngay sau đó. Bây giờ tới lượt Kim tỏa sáng, anh ta bắn không hề ngừng nghỉ mà gục tiếp theo cho Chovy, và Lehen đang tới tìm cơ hội để chụp cù chỏ và thiên đình kiếm. Anh ta thấy được người đứng bên ngoài bãi đá cổ, anh ta sẵn sàng bắt được một người phay. Chovy lướt lên bắn vô cùng hồ bảo mà chả sợ cái gì cả. Bây giờ anh ta biết hai người khi không có đam, còn Kim lặng lẽ một mình ung dung tự tại. Thiên đình kiếm đoán hướng không trùng tới từ trong đến từ ai, đến từ Lehen. Và trụ thứ hai bảo vệ nhà chính đang bị nhắm tới với các team của Genji, họ sẽ sẵn sàng để có được chiến thắng 1-0 dành cho họ ở trong giai đoạn này. Còn trong khi đó thì bên phía của Brion, người đang bị kẹt lại, bị dính tóc biến, bị làm chậm là Genji. Genji vẫn thoát được dựa trên cơ sở là ta khá trâu. Còn nhà chính sẽ đổ 1-0 dành cho đội số 1 hiện tại của LCK, Genji. Ván đấu quá kinh khủng đến từ bên phía của Genji, ngay từ ở khâu đi đường mà thôi họ đã bóp nghẹt các thành viên của Brion rồi. Rồi sau đó thì cũng có những tình huống trịch choạc để cho Brion có những cơ sở để có thể bật ngược trở lại ván đấu này. Khi mà Genji đã siết lại phong độ của họ thì không có cơ hội nào dành cho bên phía Brion cả.